Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã trở lại với kênh Hoya Family Cuộc Sống Mỹ. Thì theo như tất cả mọi người đã biết thì hồi bữa Ngọc ăn tôm á, Ngọc còn dư lại mấy con tôm á. Thì hôm nay Ngọc sẽ làm một cái món mà vô cùng mới đối với Ngọc, đây là lần đầu tiên Ngọc vô bếp một món này luôn, không biết là sẽ có thành công hay không. Ngọc sẽ mang đến tất cả mọi người một cái video clip là Ngọc sẽ nấu súp tôm hùm. Thì thường thường các bạn thấy là người ta nấu súp cua rồi này kia đúng không? Thì hôm nay Ngọc sẽ nấu thử súp tôm hùm có thể ăn như thế nào. Thì cái nguyên liệu mà Ngọc đã mua cho ngày hôm nay là Ngọc mua một cái này Ngọc mua nguyên liệu mà Ngọc ăn được nha các bạn. Và Ngọc mua cái nấm kim châm nè. Xong rồi Ngọc có mua cà rốt. Đây, Ngọc mua cà mua rất nguyên một củ dài cho Ngọc. Hồi nãy giờ Ngọc sắt Ngọc cắt ra tới đây rồi. Rồi xong rồi cái Ngọc có mua trứng cút. Trứng cút thì Ngọc đang luộc trứng cút đây. Đó, trứng cút thì Ngọc đang luộc đó. Rồi xong rồi các bạn mời tất cả mọi người cùng theo dõi Ngọc là lần đầu tiên Ngọc nấu súp tôm hùm sẽ ra như thế nào nha. Đây, cà rốt này thì Ngọc nghĩ là sẽ phải thái sợi nhỏ nhỏ ra đúng không mọi người? Ngọc sẽ làm theo cái cách mà Ngọc sẽ ăn nha mọi người. Ngọc nghĩ là nó sẽ không có bài bản đâu, nhưng mà để thử coi ra sao như thế nào. Đây. Cắt ra thành cái cọng nhỏ 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 đó các bạn. Thì đây nè mọi người ơi, thì Ngọc đang bắt một cái nồi lên để hầm cái xương của cái thịt để bắt đầu nấu cái nước cho cái súp cua đó. Thì đây cái nồi này, cái xương này là Ngọc mua cái xương ở chợ Hàn Quốc á. Đó, bây giờ Ngọc nấu hồi nãy giờ cũng được nửa tiếng đồng hồ rồi. Thì để mình lấy nước ngọt á, còn tất cả mọi đồ là Ngọc đã chuẩn bị ở đây, để đây sẵn hết trơn rồi. Cái súp cua của Ngọc thì chỉ có vậy thôi, trứng với lại nấm kim châm với lại cà rốt thôi. Đó, rất là đơn giản. Rồi bây giờ xin mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi cái video clip của Ngọc nha. Đây là các bạn, Ngọc tự nhiên nó bỏ gần vô cái nó bị ấy. Ngọc vớt xương ra rồi, bây giờ Ngọc bỏ cà rốt vô trước tại vì cà rốt lâu chín. Thì đây mọi người ơi, mấy cái càng mà của tôm á thì Ngọc sẽ bỏ ra, bây giờ Ngọc sẽ bóp càng ra để Ngọc lấy thịt Ngọc bỏ vô cái nồi súp để Ngọc gỡ mấy cái này ra. Đó. Cái này á phải kéo cắt ra. Đó. Cái càng này cũng vậy. Này phải kéo cắt ra. Vậy đó nha, coi vậy chứ chút nữa cũng tập nhiều lắm à, tại vì Ngọc còn bốn cái đuôi tôm hùm lận. Rồi, còn bây giờ mấy cái đuôi tôm hùm sẽ gỡ mấy cái đuôi tôm hùm ra luôn. Đó, được một đuôi. Đây là đuôi thứ hai này. Có lý các bạn ơi, Ngọc thấy cái nồi súp này nè. Bây giờ thấy là càng về cuối cùng là thấy là mấy cái đuôi tôm hùm này có lý nè. Hai đuôi. Đuôi tôm hùm gỡ ra các bạn thấy dễ không? Chỉ cần bóp cái này cho nó mềm lại thôi. Hay là do Ngọc ăn nhiều quá nên Ngọc biết cách mở rẻ. Đó. Đuôi thứ ba nè. Rồi, đuôi tôm rồi đây. Đuôi cuối cùng. Nãy lấy cái mâm này là làm đúng luôn, cái mâm này để ra nước nó chảy ra rồi cùng luôn. Nha, bóp đuôi lại, gỡ ra một cách rất là nhẹ nhàng. Các bạn coi nè, coi gạch trứng luôn nè, đã không? Đó, ok. Các bạn ơi, bắp thì Ngọc có mua bắp trái, nhưng mà Ngọc mua cái bắp người ta làm trong lon rồi để bỏ vô ăn chung với súp nha các bạn. Đây, bắp người ta làm trong lon rồi, sẵn rồi nè. Giờ Ngọc chỉ cần mở ra thôi. Trời đất ơi cô chú ơi, lo nấu cái nồi súp cua nãy giờ nó thấy cái chỗ nào lấy bịch bột ra, bây giờ nó phá hết cái bịch bột lên, coi nó nè. Coi được đời nó không, nó lấy ra nó chượt ba tay à. Trời đất ơi, cái này là coi quậy quậy không thể nào tưởng tượng nổi nè. Trời ơi con nó vui trời, coi nó nhảy kẹt đó, 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 trời đất ơi. Chưa kịp ăn nữa, bây giờ phải dọn cái đống này rồi thấy chưa. Coi được đời, trời ở đó nằm luôn rồi. Baby show my mom. Show my mom, thôi coi nó nằm luôn rồi. Trời ơi, coi chịu đời nổi với nó không. Oh my god. No 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 baby, you gotta show her. Nè mẹ coi nó nè mẹ. Trời đất ơi, là bây giờ nó nằm đó, nó nằm luôn rồi, nó nằm như người mẫu luôn rồi. Chào ơi. Dạ. Dạ có con Vy nè, con Vy nè. Quá luôn, dạ.
Trời, đúng rồi, đúng rồi, dạ. You took the bag away, right? Oh my god. Đây này các bạn ơi, đây cái tô súp cua của Ngọc đã xong rồi đây. Ngọc bỏ lộn không súp cua, súp tôm hùm, lộn hoài. Đây mấy cái đuôi Ngọc bỏ vô, đây là mấy cái càng hồi nãy mình lấy ra, thịt nhỏ mình lấy ra. Mấy cái đuôi nó nặng quá nên nó bị chìm xuống nên thấy nó không có đẹp, phải không? Đó, vậy nè. Gấp lên vậy mình mới thấy mới đẹp. Bỏ cái rau vô ha, trắng trắng xanh xanh đỏ đỏ hồng hồng các bạn ha. Hấp dẫn không? Oh my god. Lần đầu tiên trong đời Ngọc nấu được một tô súp cua vậy các bạn ơi, Ngọc tự hào vậy Ngọc quá. Cái đó cái này đối với những cái bạn mà biết nấu ăn, biết nấu rất là nhiều món ăn á, thì đây là cái rất là bình thường với các bạn, nhưng mà đối với Ngọc á, cái này là một cái sự lớn của Ngọc lắm luôn á. Rất là vui luôn. À, ok, đây là mọi người ơi, thì đây chén súp đã đây xong xuôi đây. Ngọc với chồng Ngọc để cái chén súp đây mới vừa lau chùi xong cái nhà. Oh my god này. Đây. Và cô chú bây giờ cô chú nghĩ là nên phạt Trang như thế nào đây? Chứ bây giờ như vậy là thấy không được rồi đó. Bây giờ phải suy nghĩ ra cô chú coi thử cô chú comment ở dưới coi là nghĩ nên phạt cái em chay chay của mẹ em ơi này như thế nào. I'm asking everybody what should we punish? Yeah. Cheating. Người ơi thì cái bên đây á Ngọc có cái ớt sa tế nè. Đó. Rồi đây là chai dầu mè, ăn cái súp này phải có dầu mè. Với lại kế bên đây là có một chai nước tương. Ok baby, this is like a lobster soup. I don't think you have had this before. So no, there's corn soup inside, there's carrots, there's mushroom, there's quail egg. Yeah. So it's not, is it like a bisque? Like a lobster bisque almost? Maybe. A little bit? Chồng Ngọc quá, Ngọc với Ngọc. What, JD? What do you want to eat? Here, để you, mình lấy you, cho you con get này. The... Đây nè mọi người ơi, súp đây. Đây, Ngọc bỏ trứng đồ vô nè. Rồi có càng cà tôm nè. Rồi cà bắp đồ nè. Rồi bây giờ Ngọc sẽ múc vô. Đó. Múc vô cho Ngọc chồng Ngọc một cái đuôi tôm hùm luôn. Thấy không? Đuôi tôm hùm bỏ vô luôn. Wow, cái tô súp này chất lượng quá. Quá chất lượng luôn. Đó, đây. Rồi bây giờ là tới của Ngọc nè. Now it's my. Ok. Trứng vô, hai cái trứng thôi. Đuôi tôm hùm đâu? Đó, đuôi tôm hùm đây. Bỏ vô. Rồi. Ok, let's eat. Giờ là sẽ bỏ vô một miếng dầu mè. Ủa cái này mở rồi sao? À đây. Right. So what is this? Sesame oil. Sesame oil, okay. A little sesame oil. Bỏ cho Ngọc miếng luôn. Rồi. Okay. Rồi, sạch vô miếng nước tương. Little soy sauce. Rồi, sạch cho Ngọc miếng nước tương luôn. Okay, then you're ready to eat. Còn Ngọc quá, Ngọc sẽ bỏ vô. And then you're gonna have some hot stuff. Yeah, Ngọc sẽ bỏ vô cái. Yeah. Yeah, that's what I felt when I mixed it all together. Ooh. So I got a tail, a claw. Đây là mọi người ơi, Ngọc rất là hào hứng để thử cái súp của Ngọc luôn á. Hồi nãy Ngọc thử cũng được lắm. Mà các bạn biết không, cái nồi súp này là anh bảo chỉ Ngọc nè, xong rồi cái Ngọc mẹ Ngọc với lại dì Oanh á cũng ngồi chỉ Ngọc làm luôn. Rồi, thử nha, xin mời tất cả mọi người ăn cái súp lần đầu tiên trong đời Ngọc, 26 nồi bánh chưng lần đầu tiên Ngọc nấu. Hồi nãy giờ Ngọc cứ nói vậy hoài, các bạn cứ sẽ nghĩ là trời đất ơi mới nấu được có nồi súp chút xíu, nhưng mà đối với Ngọc ở đây là một cái chuyện là lớn lắm, nên lần đầu tiên mà Ngọc làm được một cái thứ gì nó Ngọc cảm thấy Ngọc rất là tự hào, nên là các bạn cũng thông cảm nha. Mời tất cả mọi người. What do you think, baby? It's good. It's definitely different than anything I've ever tried. Chồng Ngọc nói rất là khác với tất cả những gì mà anh đã thử. Hồi nào thì chồng Ngọc nói chưa súp cua. Wow, Ngọc nói súp cua được các bạn ơi. Good job, cuối cùng cũng làm được một món được. I appreciate the hard work you put in for this good meal. Chồng Ngọc nói là ngon. Anh biết ơn những cái mà cái công sức mà Ngọc đã bỏ vô cho cái món ăn này.
Bây giờ nếu mà lần sau Ngọc nghĩ là nếu mà Ngọc nấu được lần thứ hai Ngọc sẽ nấu tốt hơn lần thứ nhất. Wow. Hồi nào giờ đi ra ăn súp người ta nấu lâu dữ lắm rồi Ngọc không ăn lại súp, tại vì các bạn, oh no, cái lần cuối cùng mà Ngọc ăn súp là lúc mà Ngọc đi baby shower ở nhà chị Nhi, là cách đây 3-4 tháng gì đó, lần cuối cùng Ngọc nấu, rồi lần cuối cùng Ngọc ăn được súp cua. Did you have this at Nhi's baby shower? Mm-hmm. Wow. Ngon lắm. Không phải Ngọc làm một thời gian mà được, Ngọc mà làm mà không ngon á các bạn, Ngọc nói không ngon liền à. Với lại chồng Ngọc anh cũng ngon, cái mặt nó cũng đơ đơ rồi. Quên nữa, giờ Ngọc ăn cái đuôi tôm hùm nè. Xin mời tất cả mọi người nha. À ông. Không ăn nữa hả? Uống nước không? Nước, nước, nước. Cho chị đại nước. Ồ, oh, cái trời nóng nóng này mà ăn súp cua này. Very thirsty. Được không? Rồi. Trời nóng nóng mà ăn súp cua này có ý dữ lắm luôn á. Ớ, cái súp cua hoài, súp tôm hùm. Wow. Not too bad, right, baby? Not too bad at all. Ngọc ngon Ngọc cười là tại vì Ngọc không ngờ. Wow. Tính ra dễ nấu chứ không phải khó nấu. Không Ngọc làm thêm chén nữa. Ngon quá. Hồi nãy giờ nội đứng nấu, xong rồi sức nấu chuẩn bị sắp ăn rồi, dọn cái đống tàn tro của chị Chay. Chị Chay mình nói thôi thiệt, sợ chị luôn. Lần sau Ngọc sẽ mua thêm cái nấm nấm mèo, cái nấm gì màu đen đen á, Ngọc sẽ bỏ vô nắp kim chanh thì chim chanh thì Ngọc ăn được các bạn, nếu mà nấu lên vậy là Ngọc ăn được nè. Lần sau Ngọc sẽ nấu bỏ thêm nấm mèo vô trong đó cho nó màu có đen đen đen, có nhiều màu nó đẹp. Thế này luôn. Phải mai cho Trang thử giờ cho nó ăn không? Nó ăn được không? Bắp ngọt. Baby, this is like a vegetable soup. Usually in the Asian culture, it's an appetizer. Like before you begin a big meal, this is an appetizer. Okay. Ngọc nói với chồng Ngọc á, là thường thường cái món này là món khai vị. Thì for me it's gonna be a main course. Chồng Ngọc nói đối với ảnh thì cái món này sẽ là cái món món chính. Còn cái đuôi tôm hùm nè. Ngon. Ngon lắm. Các bạn nhớ là hồi bữa Ngọc làm cái mâm tôm hùm bự á, là Ngọc có 15 con. Xong rồi Ngọc ăn 3 con, 3 đuôi, chồng Ngọc ăn 3 đuôi là còn 9 đuôi. Xong rồi cái Ngọc đem qua hàng xóm, cái bà đi lo rồi sát. Cái bà mà chay với chay hay qua chơi bà già già, Ngọc đem qua Ngọc cho bà 2 cái. Trời ơi, bà rất là vui luôn, bà nói ủa mày cho tao thiệt hả? Nói ừ tôi cho bà thiệt. Bà nói trời đất ơi cảm ơn mày nha, rồi bà ôm bà hung rồi bà làm, bà trân trọng cái món đồ mình cho đó. Cái gì có cái rồi cái ở trên lầu Ngọc có một cái ông đó đó, rồi Ngọc cũng xuống Ngọc cho ổng 2 cái nữa. Ổng nói wow đã quá, I'm telling about the oh the experience no the, I'm telling about the lobster we get to the neighbors. Xong rồi cái ông đem cái 2 cái đuôi đó lên ổng ăn với lại bạn gái của ổng. Cái bạn gái của ông gặp Ngọc á, nói trời đất ơi hồi bữa mày cho tao cái đuôi tôm hùm á, tao ăn ngon dễ sợ luôn á, lâu lắm rồi tao không ăn đuôi tôm hùm tại vì tao đang cố gắng tiết kiệm tiền á, nên tao không có mua được cái đuôi đó tao ăn, mà mày cho tao ăn trời ngon đã đời rồi. Mà nói mình nói là nghe vậy cái mình thấy mình tội nghiệp dễ sợ, mà mình thấy người ta trung thực dễ sợ luôn, người ta có sao người ta nói vậy à,
chứ không có mà màu mè qua lá hẹ, sống thiệt thực tế chứ không có sợ mắc cỡ. Hay á. Jay, don't spit on TV. It's not nice. Oh, good job. You didn't throw it on the floor. I'm so proud of her. Maybe you're not gonna finish it. Yeah, I'm gonna finish it. I'm just gonna take my time. It's you know, every new dish I have, I have to take my time, absorb it, make sure my stomach likes it. Baby, if you don't like it, it's too bad. It's already in there. Well, I won't eat more if I know it's gonna affect me. You know, because some... No, it's not going to affect you that fast, baby. Sometimes new foods, you get the bubbles right away. Chào Ngọc á, Ngọc nói là sao còn cái đuôi tôm hùm này mà anh không mang, nó đi từ từ, anh ăn, anh nói thường thường á, khi mà anh ăn cái món nào mới á. Soup? Yes, just the soup, just the sauce. Ngọc, anh nói thường thường, anh nói thường thường, anh ăn cái món nào mới á. It should be good. Là anh ăn từ từ để coi cái bụng anh có bị đau bụng không, Ngọc nói, ủa? Ăn cũng gần hết chén rồi mà đau bụng lẻ tới cả nỗi vậy. Bây giờ mà có đau bụng thì cũng đã quá trễ rồi, còn đâu có thể nào có sự lựa chọn nơi thứ hai được. Màu làm mày thích màu. Ý là nói là Ngọc nấu ăn sợ đau bụng. Nó khéo đó. Không, hôm nay thật sự là Ngọc làm món súp cua này được. Có cái ớt cay cay ngon. Ăn súp cua phải có cay 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 mới đã. Súp tôm hùm quên nữa. Rồi đây nè, còn đây là cái càng. I really have to commend you on the flavor. The flavor of the soup is real good. Yeah, thank you. Good job. Chào Ngọc, anh nói là Ngọc, anh phải khen Ngọc về cái vị của cái nước súp, vị của nước súp rất là ngon. You want a claw? I don't. Yeah. Anh cho Ngọc cái càng. Boom 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 bang bang. Here's another. Boom 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 bang bang. Quậy, siêu quậy. Mm-hmm. Ngon quá. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã xem cái video clip ngày hôm nay. Hy vọng là... Chưa. Hy vọng là mọi người thích cái video clip này và sẽ tiếp tục ủng hộ cho kênh Hoya Family Cuộc Sống Mỹ. Chúc mọi người có một ngày thật là vui vẻ và sẽ hẹn gặp lại mọi người vào video clip tiếp theo. Bye bye. Bye bye. Please like and subscribe and hit that notification button. Để bây giờ là phải trị cho con trai này một cặp. Biết sao? Trị tội gì? Trị tội là xả bột tùm lum. Con nói đi, xả bột tùm lum. Time out. Time out con nha. Con muốn time out không? Dạ hả? Muốn time out hả? Rồi bước xuống đi, xuống time out. Wow, ăn cái súp này nóng chảy mồ hôi luôn á.